Chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã đến với clip tiếp theo của mình ấy. Thời điểm hiện tại bây giờ đang là giữa tháng 3 thì bên Nhật Bản đang là mùa hoa mơ. Thì hàng ngày trên đường đi làm về ấy, thì là mình cũng có thấy những cái hoa mơ mọc ở ven đường. Thì ngày hôm nay nhà mình muốn dẫn mọi người đi ngắm một chút hoa mơ, cũng tiện thể đi ngắm quang cảnh vùng nông thôn bên Nhật Bản luôn nhá. Ở phía trước mặt mình đang quay kia, cái nhà đằng trước cũng có một cái hoa mơ trước nhà kia. Nhìn thoáng thoáng qua thì mọi người cứ tưởng là hoa anh đào nhưng mà thực tế nó là hoa mơ nhá. Tầm khoảng độ đầu tháng 3, giữa tháng 3 là hoa mơ là thì bên Nhật Bản ấy thì cũng tùy từng tỉnh mà thôi. Mỗi tỉnh thì nó có khí hậu khác nhau ấy, chỗ lạnh, chỗ ấm nên là chỗ lở sớm, chỗ lở muộn. Thì tầm khoảng độ chỗ mình bây giờ đang là giữa tháng 3 thì là hoa mơ bắt đầu lở nhá. Tầm khoảng tháng 4 là bắt đầu hoa mơ nó tàn dần đi ấy thì là bắt đầu hoa anh đào lở lên. Thì một vài bữa nữa ấy, thì hoa anh đào lở thì mình lại đi quay hoa anh đào cho mọi người xem. Thì ở phía trước mà mình đang quay cho mọi người xem ấy chính là cái hàng cây hoa mơ nhá, cách nhà mình tầm khoảng độ là có 700-800 mét thôi. Quay cho mọi người xem đây, hiện tại là hoa mơ đang lở rộ ở đây. Đặc biệt là bên Nhật Bản ấy thì cái cây hoa mơ và cái cây hoa anh đào ấy hay người ta thường gọi là cây sakura ấy, là đến khi mà lở hoa này ấy, thì không hề có lá nhá, chỉ có hoa không thôi, độc có thân cây và hoa mới cành ấy. Đấy, khi mà cái hoa này nó tàn ấy, nó lở tầm khoảng độ 2-3 tuần nó tàn hoa rồi thì bắt đầu là cái lá mới ra. Mà đặc biệt một điều ấy là cái cây hoa anh đào ấy, cây sakura ấy là không hề có quả nhá. Cây hoa mơ này thì không biết là đến khi nó rụng hoa nó ra lá rồi thì có quả hay không, nhưng mà cây hoa anh đào đặc biệt một điều là mình sang mấy năm rồi mình ý ấy là nó không hề có quả luôn. Đây này, hoa lở này và đẹp mê mắt luôn đấy. Mình không biết là trên thân cây này người dân người ta có ghép hay không á, nhưng mà mình thấy là có vừa hoa màu hồng nhạt vừa màu hoa đỏ đậm nhá, trên một cùng một thân cây cùng một cảnh luôn, rất là hay. Mình thấy ở đây người ta trồng tầm khoảng độ chục cái gốc cây nhá, chục gốc cây hoa mơ. Thì cái cây hoa mơ này mình nghĩ tầm khoảng độ một tuần, hơn một tuần nữa là nó cũng tàn thôi. Thì đến khi mà cái hoa mơ này tàn thì bắt đầu là hoa anh đào nở nhá. Đến khi mà hoa anh đào lở thì bắt đầu mình lại đi quay cho mọi người xem. Đấy, giờ trước hết là hoa mơ, gọi là quay qua thôi, cho mọi người ngắm qua. Bên Nhật Bản thì mình thấy là những cái cây hàng cây hoa mơ, hoa anh đào ấy, người ta thường hay trồng ở những cái công viên hoặc là những cái ven sông ấy. Người ta trồng đến cái mùa này nó ra này, bắt đầu người dân người ta đi chụp ảnh, quay video, đi quay đi du lịch các thứ đấy. Phía trước mà mình đang quay có một con kiến đang bầu nhụy này, không biết là nó hút cái gì ở đây. Nhụy mình nghĩ là có cái ngọt hay là cái gì đó là vào nó bầu vào này, kiến. Đây, quay cho mọi người xem nhá, đây chính là hàng cây hoa anh đào đây. Quay cho nó, mình thì mình không có người quay hộ nên là mình đặt vào cái chân quay ấy, mình quay. Đó, rất là mê luôn. Quay cho mọi người xem hoa này nhá. Đấy, tận cảnh. Bẻ thế này mà để người ta nhìn thấy là toi mọi người ạ. Mình quay đang quay bằng cam trước á, nhìn rất là lét luôn. Nhìn thấy từng cái nhụy, nhìn thấy từng cánh hoa này. Đấy, hôm nay được cái trời nắng nên là nó hỗ trợ cho mình quay, kiểu là cảm giác video có đẹp hơn đấy. Đấy, nó ra từ gốc cây lên luôn. Đấy, đẹp. Đấy, tình hình đi qua cái hàng cây hoa mơ này, bây giờ mình sẽ đi tìm những cái khu khác mình quay cho mọi người xem nhá. Vừa quay cho mọi người xem ngắm cảnh luôn. Đang đi ngang qua đường ấy, thì mình gặp hai cái bên nước này, mình cũng đang khát nước, đây là mình sẽ rẽ và mua chai nước đó. Cây này thì cũng bán rất nhiều nước cà phê, rồi các loại nước ép hoa quả đây, nho, đào, dâu tây này. Mình thì mình đang tính ấy là mua một chai nho này, chai nước nho, chai cỡ dạng chai lon nhá, 130 yên trên một lon này, là khoảng độ 26 nghìn nhá. Mình thì mình đã chuẩn bị sẵn tiền rồi. Đây, 130 yên này. Mình lấy vừa đủ tiền đấy, không để tiền thừa. Đấy, nước nho. Nhật Bản thì những cái cây nước này rất thông dụng luôn ạ. Đi đường hầu như là chỗ nào cũng có này. Đấy, mọi người uống nước xong ấy thì ở bên rìa người ta để luôn cả một cái thùng đây, thùng đựng non và đựng chai như vậy nhá, nước nho. Mà mọi người uống nước cùng với mình nhá. Cái nước nho mua cây rất ngon mọi người ạ, kiểu nước có thơm rồi mà ở bên trong nó có thạch nữa, kiểu mọi người vừa uống nước nho xong rồi mọi người vừa nhai thạch luôn. Hiện tại mình đang quay bây giờ đang là lúc 4 giờ chiều nhá. Đấy, có nắng vào nhìn nó đẹp. Đây là những kiến trúc nhà hiện đại của người dân Nhật Bản nha. Hầu như là nhà người dân ấy, người ta rất ít khi làm cổng luôn. Ô tô người ta sẽ để ngoài trước nhà đây. Nhà nào đất rộng thì sẽ làm cái ô tô, còn nhà nào không đất không rộng ấy thì có thể là dựng ở ngoài hoặc là dựng trước nhà đây. Đấy.
tình hình là vừa mình cũng dẫn mọi người đi dạo ngắm hoa mưa các thứ xong rồi ấy. Thì bây giờ mình đi mua chút đồ ăn đây. Hiện tại trong tủ lạnh của mình là đang hết đồ ăn rồi, rau củ quả thịt hàn cũng hết rồi, đi mua một thêm một chút đồ ăn nhá. Thì ngày hôm nay vẫn là một cái siêu thị quen thuộc hàng tuần mình hay đi đây, siêu thị ưa mà chợ nhá. Thì ngày hôm nay đi chợ ấy, là mình cũng mua nhanh gọn ít đồ thôi. Trước hết là mình sẽ mua ít tỏi nhá. Trong cái gian này bán chuyên tỏi mới hành đây. Một cái bọc tỏi to như này ấy, thì thường thường là những cái kiểu là ai ăn đông ấy, ai ăn chung với nhau ấy thì là mua bọc này, ăn tầm khoảng độ 1 tháng trời, hơn tháng trời, khoảng 2 tháng ăn mới hết. Giá một bịch là 626 yên nhá, khoảng độ 120.000 trên một bịch. Nhưng kiểu mình ấy, mình với Hoàng thì là hai anh em là ăn riêng nên là một lần mình mua chỉ mua tầm khoảng độ 3 củ này thôi. Ba cái củ này là ba củ to này nhá, giá là 138 yên này. Tầm độ khoảng độ 24 đến 26.000 trên một bọc này, tỏi tên là Lini cự nhá. Mình sẽ làm một bọc tỏi này. Bên cạnh thì mình thấy cũng là Lini cự đây, nhưng mà nó là loại khác nha. Puchi đây, Puchi Lini cự. Loại này thì là 151 yên này, khoảng độ 30 nghìn nhá, đắt hơn khoảng độ vài nghìn đấy. Tỏi này mình nhìn kiểu là giống tỏi ta Việt Nam mình đây. Tỏi tuy bé nhưng mà chắc là ăn thơm đấy. Là mình sẽ mua thêm một cái nữa. Bên này là rau củ quả đây, hoa quả các kiểu đây. Hoa quả thì ở nhà mình mua rất là nhiều rồi nên là chắc mình sẽ không mua hoa quả đâu. Hôm nay thì chỉ mua ít đồ lặt vặt linh tinh, xong là đồ gì thiếu mình mua thôi. Mua thêm ít rau. Quay cho mọi người xem này, bên đây có quả cà chua bi, nhìn hay hay, đủ màu luôn này, màu vàng, màu đỏ, màu cam này, đấy, cà chua bi nhá, 160 yên này, khoảng độ 32 nghìn, đấy. Cà chua thì ở nhà mình cũng vẫn còn, hoa quả vẫn còn nhiều nên là mình cũng đi lướt qua thôi. Mình sẽ đi mua thêm ít rau nhá, bên này có rau xà lách này, rau súp lơ này, trên đây rau cải cúc này, bên đây có món măng tây nhá. Mình sẽ mua một ít măng tây về để xào thịt hoặc là luộc đây. Măng tây tên là Asupara, Asupara nhá. Khoảng độ 100 yên trên một cây này, 108 yên này, khoảng 20 nghìn trên một bó này. Đây măng tây người ta có để sẵn túi đây để mình cho vào ấy, kiểu nó có nước mà. Đằng này thì mình sẽ mua thêm một mớ rau cải cúc nữa. Một mớ rau cải cúc này giá là 160 yên này, khoảng độ 32 nghìn nhá. Rau cải cúc thì mình không nhầm tên của nó là Sijin Ghi Cự. Đây tên chữ Hán này mình không đọc được nhá. Si Jin Ghi Cự. Một mớ rau cải cúc. Thêm một cái rau xà lách nữa này. Xà lách là Rê Ta Sự nhá. Một cái rau xà lách này giá là 130 yên này, khoảng độ 24-26 nghìn trên một cái mớ này. Một cuộn này, đấy. Bên này là rau cải này, cần tây này. Mình sẽ mua thêm một cái cần tây nữa về xào thịt bò nhá. Cần tây là 73 yên này, 73 yên tổng độ 14 nghìn trên một cái rau cần tây này. Cần tây thì mình sẽ mua thêm một ít thịt bò và ít gân bò về xào nhé. Đi chợ thì phải mua hành, hành konegi này, konegi hành này, giá là 149 yên trên bọc này nhé, khoảng độ 28-30 nghìn đấy. Bên này lấm này, lấm các loại đầy đủ luôn. Sang bên Nhật ấy mà bạn nào mà thích ăn kem món nạc vừng ấy thì bên đây bán đầy đủ cả nhé. Đây là những cái túi lạc đây. Mình không biết là trọng lượng của nó bao nhiêu. Đây là 500g này, nửa cân nhá. Giá của một cái túi mình đang quay này, khoảng độ 430 yên 84-86 nghìn trên một cái nhá. Tên của cái gói lạc này thì mình không biết này. Tên là Peanut Trự. Đấy, đây là lạc. Còn bên này là vừng đây. Vừng thì bán ngay cạnh thôi. Một cái túi vừng này này thì tầm khoảng độ là 200g này, hai lạng nhá. Giá là 270 yên khoảng 52-54 nghìn trên một gói vừng này. Đây là vừng xay rồi đây. Đấy. Và rang thêm tí muối nữa bạn ok đây. Bên này bột ớt đây. Bên này thì có bán đậu nhá. Đậu thì mình đang tính là đi mua cái đậu vàng và mình sốt với thịt nhá. Sốt với thịt hoặc là rán lên ăn chấm mắm. Đậu thì cũng có rất nhiều loại mà không biết là cái loại nào ngon, mình sẽ chọn bừa một loại đi. Một cái bịch mình đang cầm đây giá 117 yên nhá, được một cái đậu to này, khoảng 20 nghìn trên một cái này. Đậu thì nhiều thể loại lắm. Đậu rán rồi, đậu chưa rán, rồi là những cái đậu mà người cắt về ăn lẩu ấy, nhiều lắm. Đây, đậu ăn lẩu đây. Về thả đôi lẩu là ăn rất là ok luôn. Tổ bên này nó có bán kim chi này. Kim chi trong tiếng Nhật tên là kimchi nhá, kimchi. Một cái hộp con mình đang quay cho mọi người xem này. Giá cũng là 302 yên, khoảng 60 nghìn trên một hộp kim chi này. Đây là kim chi nhá. Bên này là lạc rang đây. Mình biết đây là lạc rang muối hay là lạc rang vừng này. 400g được khoảng độ 4 lạng hộp này nhá. Giá là 486 yên. Khoảng độ hơn 90 nghìn trên một hộp này. Mình sẽ mua thử một cái hộp này về ăn thử nào.
mình sẽ mua thử một cái hộp này về ăn rồi nè. Nhìn có vẻ ngon ngon, cũng chưa ăn bao giờ cả. Bên đây là cái bánh dẻo của Nhật nhá. Bánh này không biết là cái bánh gì, kiểu dạng bánh mochi ấy, bánh dẻo dẻo đây. Ngoài người ta có bọc thêm một cái lá gì đây, nhìn kiểu ngang ngang cái bánh trôi ấy, nó nhún 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 nhún. Bên ngoài người ta có bọc thêm cái lá gì đây, nhìn kiểu ngang ngang bánh trôi ấy. Giá một hộp này là 324 yên này, 60-62 nghìn trên hộp nhá. Được 4 cái bánh. Trong siêu thị bên Nhật thì người ta cũng bán rất nhiều hoa này, ngày nào cũng bán hoa. Hoa là những cái bông hoa rất tươi luôn này. Mình đang đi mua một bịch trứng. Mình không hiểu sao là hôm nay có lại trứng rất là rẻ này. Có 138 yên trên một hộp thôi. Khoảng độ 26 đến 28 nghìn trên một hộp trứng gà 10 quả nhé. Hạn sử dụng đến ngày 29 tháng 3 này. Được 10 quả. Giá chưa đến 30 nghìn nhé. Trứng bên đây thì đắt hơn này. Trứng bên đây thì 181 yên này. Khoảng độ 36 nghìn nhé. Loại của mình không hiểu sao nó rẻ. Trứng đỏ luôn. Đây, như cái hộp trứng cũng 10 quả thế này. Cũng là 10 quả nhưng mà giá của nó là 214 yên nhá. Khoảng 40 nghìn cơ. Loại của mình có chưa đến 30 nghìn. Hầu như tuần nào đi chợ là cũng phải mua trứng. Ra bên đây thì là bán những cái loại móng giò này, rồi là những cái loại tai lợn đây. Một hộp được 2 cái tai, giá là 662 yên. Khoảng độ 130 nghìn nhá. Được tổng khoảng độ 6 lạng. 6 lạng 2 cái tai, đây là móng giò đây. Mua về linh xương là hầm này. Bên này thịt gà mọi người ạ, thịt gà American luôn nhá, thịt gà Mỹ, người ta chặt sẵn rồi. Một hộp này là 338 yên này, mình sẽ mua một hộp nhá, khoảng độ hơn 600 nghìn thôi. Hộp về cắt sẵn rồi, cả bên đây mà mua gà ấy, mua sẵn con gà ấy, về không thể băm chặt được. Bên đây thì về cái việc băm chặt là kiểu là chung là làm ồn đến hàng xóm này cũng hơi phiền. Bởi vì nhà bên đây nhà gỗ ấy, nó cách âm hơi kém ấy. Bên đây có thịt bò đây. Thịt bò mình sẽ mua một hộp thịt bò này về mình xào mấy cả rau cần nhá, cần tây đây. Hộp thịt bò này đang được giảm giá 30 yên này. Giá gốc của nó là 341 yên, tổng khoảng độ gần 700 nghìn nhá. Hiện tại giảm 30 yên này, còn có hơn 300 yên thôi, khoảng độ 600 nghìn thôi. Đây là những loại thịt bò tươi nhá. Nhiều loại lắm. Các loại này hiện tại cũng đang dán theo giá đây. Mình sẽ về đằng này mình mua thêm một cái hộp gân bò nữa. Gân bò thi thoảng cũng mua về ăn. Ăn cũng ngon. Giá cũng 579 yên này, khoảng độ hơn 100 nghìn xíu. Đây thịt bò này, tươi gió đây. Bên đây bán cả những cái sụn gà này, mè gà này, gan gà này, tim gà này. Những cái quả trứng hoa mây, những cái dạ con này. Mua về xào ra đỗ rất ok nhá. Giá những cái này thì rẻ thôi. Mình đang thấy một cái hộp này, hộp gan hộp gì đây. Không biết là hộp gan hay là hộp gì ấy. Mình nhìn thấy người ta thái sẵn rồi, không nhận ra nhá. Giá có 108 yên trên một hộp này, khoảng độ 20 nghìn nhá. Mình nghĩ là mình sẽ mua thêm ít giá đỗ về sao, nhìn giống gan. Mua được hộp này thì mình sẽ mua thêm một gói giá đỗ nữa nhá. Giá đỗ là cái món siêu rẻ đây, lần nào mình cũng giới thiệu 35 yên, có 6 nghìn, 7 nghìn lên một gói thôi. Mình mua đại khái cũng ok rồi, đồ đạc cũng ok rồi đấy. Kiểu ở nhà trong tủ lạnh của mình vẫn còn đấy. Mình chỉ muốn mua qua những cái đồ có thiếu thiếu bổ sung thêm thôi. Ở nhà mình ấy, thời điểm hiện tại là vẫn còn nước ngọt nên là mình sẽ mua một chai Remonti này. Vẫn là chai Lipton nhá. Lipton thì mình mua dạng giấy thôi. Dạng này thì có 138 yên, khoảng độ 26 nghìn nhá. Cũng được khoảng độ 1.000 ml đây, 1 lít nhá, 1 lít một chai này. Đây đồ đạc của mình vừa mua thêm được một hộp chocopie này. Một cái bịch bánh mì về ăn sáng này. Đây là thêm ít bánh kẹo nữa. Thì mình cũng mua một giỏ đồ rồi, bây giờ mình sẽ thanh toán nhá. Thì đây chính là cái giỏ đồ ăn một tuần của mình đây. Hết tổng độ 800 nghìn trên số đồ này. Một tuần của mình đây. Đây, một buổi chiều đi dạo lanh quanh qua cho mọi người xem. Xong rồi đi chợ đây, lại hai bọc đồ sách về. Thì mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video clip này. Nếu mọi người thấy quý và thích ấy, thì đừng quên để lại cho mình một lượt like video, một lượt đăng ký kênh của mình nhá. Cảm ơn tất cả mọi người.